Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ học sang chương 3. Chương gồm có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Nội dung thứ hai, các đường đồng quy của tam giác. Bài 1, quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Trước khi vào bài học, cô sẽ giới thiệu cho các em một số khái niệm như sau. Cho tam giác ABC, các em quan sát lên hình vẽ nhé. Góc đối diện với cạnh AC là góc B. Cạnh đối diện với góc B là cạnh AC. Góc đối diện với cạnh AB là góc C. Cạnh đối diện với góc C là cạnh AB. Góc đối diện với cạnh BC là góc A. Cạnh đối diện với góc A là cạnh BC. Cho tam giác ABC có cạnh AB bằng cạnh AC, tức là tam giác cân tại A, thì hai góc đối diện của nó là góc C bằng góc B. Ngược lại, cho tam giác ABC có góc B bằng góc C, tức là tam giác cân tại A, thì hai cạnh đối diện với chúng là cạnh AC bằng cạnh AB. Như vậy, trong một tam giác, góc đối diện với hai cạnh bằng nhau là hai góc bằng nhau và ngược lại. Bây giờ, ta xét trường hợp tam giác ABC có cạnh AC lớn hơn cạnh AB thì hai góc đối diện với chúng là góc B và góc C sẽ như thế nào? Ngược lại, nếu tam giác ABC có góc B lớn hơn góc C thì hai cạnh đối diện với chúng là cạnh AC và cạnh AB sẽ như thế nào? Để trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta vào phần đầu tiên của bài học. 1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn. Chấm hỏi 1. Vẽ tam giác ABC với cạnh AC lớn hơn cạnh AB. Quan sát hình và dự đoán xem ta có trường hợp nào trong các trường hợp sau. Góc B bằng góc C. Góc B lớn hơn góc C. Góc B nhỏ hơn góc C. Quan sát hình vẽ, chắc chắn rằng các em sẽ dự đoán được góc B lớn hơn góc C. Chúng ta sang chấm hỏi 2. Gấp hình và quan sát. Các một tam giác ABC bằng giấy với cạnh AC lớn hơn cạnh AB như hình 1. Gấp tam giác ABC từ đỉnh A sao cho cạnh AB chồng lên cạnh AC để xác định tia phân giác AM của góc BAC. Khi đó, điểm B trùng với một điểm B' trên cạnh AC như hình 2. Các em hãy so sánh góc AB'M và góc C. Gấp hình, phần này có hướng dẫn, các em tự làm ở nhà. Gấp tam giác ABC từ đỉnh A sao cho cạnh AB chồng lên cạnh AC để xác định tia phân giác AM của góc BAC. Khi đó, điểm B trùng với điểm B' trên cạnh AC. Ta thấy tam giác B'MC có góc AB'M là góc ngoài của tam giác tại đỉnh B' và có góc C là một góc trong của tam giác không kề với nó. Nên góc AB'M lớn hơn góc C. Mà
góc AB'M lại bằng góc ABC. Nên ta được góc B lớn hơn góc C. Như vậy, chấm hỏi 2 đã khẳng định dự đoán ở chấm hỏi 1 là đúng. Góc B lớn hơn góc C. Qua đó, chúng ta rút ra được nhận xét. Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Đó cũng chính là nội dung của định lý 1. Định lý 1, trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Các em hãy viết giả thiết kết luận của định lý này. Giả thiết tam giác ABC có cạnh AC lớn hơn cạnh AB. Kết luận góc B lớn hơn góc C. Bây giờ chúng ta áp dụng định lý 1 để làm bài tập sau. Bài 1 sách giáo khoa trang 55. So sánh các góc của tam giác ABC. Biết rằng AB dài 2 cm, BC dài 4 cm, AC dài 5 cm. Các em hãy suy nghĩ và làm bài tập này nhé. Cô có bài giải như sau. Xét tam giác ABC, ta có góc A, góc B, góc C lần lượt là góc đối diện với cạnh BC, AC và AB. Mà độ dài cạnh AB nhỏ hơn độ dài cạnh BC, nhỏ hơn độ dài cạnh AC. Vì 2 cm bé hơn 4 cm và bé hơn 5 cm. Tức là ở bước này chúng ta đang so sánh độ dài ba cạnh của tam giác ABC. Nên góc C bé hơn góc A, bé hơn góc B. Kết quả này có được là do chúng ta sử dụng định lý 1, định lý liên hệ giữa góc và cạnh đối diện. Chúng ta sang phần 2, cạnh đối diện với góc lớn hơn. Chấm hỏi 3, vẽ tam giác ABC với góc B lớn hơn góc C. Quan sát hình và dự đoán xem ta có trường hợp nào trong các trường hợp sau. Cạnh AB bằng cạnh AC. Cạnh AB lớn hơn cạnh AC. Cạnh AC lớn hơn cạnh AB. Quan sát hình vẽ, chắc chắn rằng các em sẽ dự đoán được cạnh AC lớn hơn cạnh AB. Thật vậy, giả sử cạnh AB bằng cạnh AC, thì ta được tam giác ABC cân tại A. Từ đó suy ra góc B bằng góc C. Như vậy thì trái với giả thiết, góc B phải lớn hơn góc C. Giả sử cạnh AB lớn hơn cạnh AC, ta suy ra được góc C lớn hơn góc B do áp dụng định lý 1. Từ đó trái với giả thiết, góc B phải lớn hơn góc C. Như vậy ta được cạnh AC lớn hơn cạnh AB. Như vậy chúng ta rút ra được nhận xét. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Đó cũng chính là nội dung của định lý 2. Định lý 2, trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Giả thiết kết luận của định lý 2. Tam giác ABC có góc B lớn hơn góc C. Kết luận cạnh AC lớn hơn cạnh AB. Cô nhắc lại kiến thức, chúng ta đã được học hai định lý. Định lý 1, giả thiết cho tam giác ABC có cạnh AC lớn hơn cạnh AB, thì ta kết luận được góc B lớn hơn góc C.
Định lý 2. Giả thiết cho tam giác ABC có góc B lớn hơn góc C, thì ta kết luận được cạnh AC lớn hơn cạnh AB. Các em có nhận xét gì về giả thiết và kết luận của hai định lý này không? Ta thấy giả thiết của định lý 1 chính là kết luận của định lý 2. Còn giả thiết của định lý 2 chính là kết luận của định lý 1. Vậy thì định lý 2 chính là định lý đảo của định lý 1. Từ đó, trong tam giác ABC, cạnh AC lớn hơn cạnh AB, thì ta suy ra góc B lớn hơn góc C và ngược lại. Các em quan sát hình vẽ sau. Trong tam giác vuông A'B'C', có góc A' bằng 90 độ là góc lớn nhất, nên cạnh B'C' đối diện với góc A' là cạnh lớn nhất. Trong tam giác tù ABC, ta có góc A lớn hơn 90 độ là góc lớn nhất, nên cạnh BC đối diện với góc A là cạnh lớn nhất. Chúng ta có nhận xét như sau. Trong tam giác tù hoặc tam giác vuông, góc tù hoặc góc vuông là góc lớn nhất, nên cạnh đối diện với góc tù hoặc góc vuông là cạnh lớn nhất. Các em áp dụng định lý 2 để làm bài tập sau. Bài 2, sách giáo khoa trang 55. So sánh các cạnh của tam giác ABC. Biết rằng góc A bằng 80 độ, góc B bằng 45 độ. Bài giải. Các em xét tam giác ABC có góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Đây chính là định lý tổng ba góc của tam giác. Sau đó các em sẽ tìm được góc C bằng 55 độ. Ta có góc B nhỏ hơn góc C, nhỏ hơn góc A. Vì 45 độ nhỏ hơn 55 độ, nhỏ hơn 80 độ. Bước này ta đang so sánh số đo ba góc của tam giác ABC. Từ đó, cạnh AC bé hơn cạnh AB, bé hơn cạnh BC. Vì định lý liên hệ giữa cạnh và góc đối diện. Chúng ta bước sang bài tập số 3. Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến trường theo ba con đường AD, BD và CD. Biết rằng ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng và ba bạn di chuyển cùng vận tốc. Góc ACD là góc tù. Hỏi ai đi xa nhất, ai đi gần nhất, hãy giải thích. Hướng dẫn bài tập số 3. Trong tam giác BCD, có góc BCD là góc tù. BD là cạnh đối diện với góc tù này. Cho nên BD lớn hơn DC. Do góc BCD là góc tù, nên góc DBC sẽ là góc nhỏ. Mà góc DBC và góc DBA là hai góc kề bù. Cho nên góc DBA là góc tù. Xét tam giác ABD, ta có góc DBA là góc tù. AD là cạnh đối diện với góc tù này, nên cạnh AD sẽ lớn hơn cạnh BD. Từ 1 và 2 chúng ta có được cạnh AD lớn hơn cạnh BD
và lớn hơn cạnh DC. Vậy thì ta kết luận bạn Hạnh đi xa nhất, còn bạn Trang đi gần nhất. Ui,